Ngay kính chào quý chị các bạn đang quay trở lại với video trên kênh Điện thoại Tuấn Ninh. Ngày hôm nay Hoàng đang có mặt tại địa phận là ấp Bầu Trầm Lớn, xã Tiên Thận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tuấn Ninh để giới thiệu cho mọi người một căn nhà và miếng đất rất là cứng nằm ở mặt tiền đường nhựa lớn đang cần kêu bán nha anh chị. Đây là mặt tiền đường nhựa có lộ dưới hoạch là 30m, tiêm đường rõ ràng nè. Hai bên đều có cống thoát nước nha. Đây là căn nhà của mình. Hướng này là để chạy ra đường DT786 và về chợ Tiên Thận bên ngoài cũng như là ủy ban dân xã Tiên Thận. Còn bên đây anh chị chạy vào cái chợ Bầu Trầm Lớn nha. Đó, và sau đó nó cũng sẽ thông ra cái đường DT786 bên ngoài. Độ dưới 30m. Căn nhà của mình ngày hôm nay là bề ngang từ bên đây anh chị qua tới bên đây là 12m. Dài xuống là 49m, đích là 12 và dài lên là 49. Có 100 mét vuông thổ cư, còn lại toàn bộ đất trồng cây lâu năm nha. Nhà thì hàng rào kính cổng cao tường bao hết đất. Nhà đẹp, cứng cáp, chưa có hiệu xuống cấp nhiều nha anh chị. Nguyên một khoảng sân trước rất là rộng để có thể lên đến là 4-5 chiếc xe hơi. Bên hông đi lên đi xuống đã được che đạp sắt cũng như là làm đầu phong. Và nguyên một cái khoảng sân giường ở phía sau. Toilet trong nhà và toilet bên ngoài luôn. Như anh chị đã thấy trên phim đó là cái sân phía trước và bên hông chủ đã cán bê tông toàn bộ 100% nha. Bên đây thì còn khu vực để nghỉ mát nè, đi lên đi xuống bên hông. Đó, mặt dựng căn nhà. Nguyên một khoảng sân trước rất là rộng. Nhà cửa dân cư rất là đông và đặc biệt về chợ và trường học là chỉ khoảng độ một cây số đổ lại thôi. Bề ngang là 12 mét mặt tiền đường nhựa nha. Rồi, bây giờ Hoàng sẽ đi vào bên trong căn nhà quay trước rồi sau đó ra bên hông cũng như là khoảng sân giường ở phía sau. Tường bọng này nó rất là ngon lành và lát gạch lên đến tận nóc hết anh chị. Đây, không gian phòng khách với diện tích là 30m², rất là rộng lớn. Ở trên thì là rau phong hoạch khâu thả trần. Còn toàn bộ tường ở trong đây là được lát gạch lên đến tận nóc nha. Vì thế khi mà mình bước vào trong nhà là một cảm giác rất là mát. Sân trước rộng rãi, bên hông đi lên đi xuống ngon lành. Rồi, lướt qua cái không gian phòng khách rất là lớn này, mình sẽ xuống không gian hai cái phòng ngủ. Thật chất là 3 phòng ngủ anh chị, tuy nhiên là còn phòng còn lại chủ đã cải tạo làm cái bếp rồi. Đây là phòng ngủ nè. Do cái bề ngang của căn nhà rất là rộng cho nên cái phòng ngủ này là chủ tiết kiệm cái chiều dài rồi nha. Với diện tích là cũng khoảng độ 15m² lận. Đây. Phòng ngủ thứ hai cũng tương đương như vậy. Và tiếp tục xuống cái phòng ngủ thứ ba là chủ đã cải tạo làm cái bếp rồi. Toàn bộ là lát gạch lên đến tận nóc luôn nha anh chị. Đó. Khu vực này nếu mà anh chị không thích để bếp ở đây thì mình có thể cải tạo khu vực này làm cái phòng ngủ thứ ba lại nè. Rồi. Xuống không gian cuối cùng ở đây là không gian sinh hoạt chung cũng như là để đồ đạc ở trong căn nhà nè anh chị. Đó, nhưng mà chủ đã dọn sơ hết rồi. Trong đây thì có cái toilet với diện tích là 4m², cửa sổ thông khí bên ngoài, vòi xịt hoa sen và bồn cầu đầy đủ. Ở đây thì có khu vực để rửa chén này nọ là giặt giũ luôn nha. Cửa sổ bắn lớn nhìn bên ngoài ra cái khoảng sân giường có cây ăn trái ở phía sau. Rồi, mình sẽ đi qua cái cửa bên hông này để đi ra bên ngoài. Đó, chị thấy khu vực bên hông này chủ cũng đã làm rạp sắt nè, rồi làm cả cái lao phong thạch cao thạch trần luôn. Cho nên toàn bộ bước vào căn nhà cứ khu vực nào có che chắn là rất là mát nha anh chị. Đấy, có bộ ghế đá để uống trà nữa. Rồi, đây sẽ là một trong những phần thú vị nhất của video. Đó là nguyên một khoảng sân giường ở phía sau. Bên phải của mình là một cây mít nha, cây này thì đã cho trái rồi. Đó, bên trái của mình là một cây sầu riêng. Nhìn thẳng qua đó sẽ có một cái toilet nè, rồi bồn nước nằm phía ngoài, cây mãng cầu nè, cây sầu riêng nè, đấy, ba loại cây ăn trái nha. Phía sau này thì cỏ mọc, cây mọc hơi âm tầm. Rồi Hoàng cũng sẽ di chuyển xuống cái toilet nằm bên ngoài nè chị. Có lẽ cái toilet này là để cho khách đến thăm nhà nha. Đó, nằm riêng phía ngoài. Và có nguyên khu vực này chủ đã lát được một cái đường gạch ở dưới để đi xuống cái toilet này anh chị. Toilet và phòng tắm nằm riêng. Đến nỗi trong toilet cũng đã được làm cái trần lao phong luôn anh chị. Đó, lao phong tên lạnh nha. Bồn nước thì nằm phía ngoài luôn. Đây là khu vực phòng tắm nè. Còn bên đây là bồn cầu. Anh chị thấy mọi thứ rất là chỉnh chu, lát gạch lên đến tận nóc. Còn ranh giới cuối cùng của nhà này anh chị. Từ bên đây và tới cái chuồng bên đây là 12m nha. Đó, có khu vực để chăn nuôi luôn. Khu vực này thì về trung tâm vòng xoay của thị trấn Bến Cầu là khoảng độ 6 đến 7 cây số nha anh chị. Về bến xe An Sương là khoảng độ 65 đến 70 cây thôi.
Đó là toàn bộ nhà cửa nè, sân vườn và khu vực sân bên hông cũng như là sân trước mặt căn nhà. Hoàng đã quay chi tiết toàn bộ cho anh chị xem. Xin nhắc lại thông tin là ngang 12 dài xuống 49, có 100 m² thổ cư nằm ở mặt tiền đường nhựa lớn, lộ dưới hoạch là 30 m, gần trường học, chợ, khu vực rất là đông dân cư, nhà kiên cố, phòng khách rất lớn, hai phòng ngủ, bếp, toilet và không gian sinh hoạt chung. Nhà rất là kiên cố và chắc chắn, toàn bộ được lát gạch lên đến tận nóc, vì thế tạo cảm giác rất là mát khi bước vào bên trong căn nhà. Còn bây giờ thì Hoàng xin mời anh chị cùng Hoàng di chuyển về chợ Bầu Tràm lớn cũng như là trường học gần đây cho anh chị xem. Cùng đều nằm trên tuyến đường này luôn nha anh chị. Trung tâm y tế của xã Tiên Thịnh cũng kế bên đây luôn, toàn bộ rất là tiện. Hoàng thích nhất là cái độ kiên cố của căn nhà và một khoảng sân rất là rộng được bê tông hóa nè, lát gạch tận nóc nè, rồi nguyên một khoảng sân vườn nằm ở phía sau, mặt tiền đường nhựa thì thông thoáng rồi. Giá bán ngày hôm nay toàn bộ căn nhà này chủ đang kêu bán là 2 tỷ 200 triệu và giá này chỉ còn thương lượng bất lọc thôi nha anh chị. Tới chợ rồi nè, chợ Bầu Tràm lớn nằm ở phía bên tay phải đấy. Còn tiếp tục từ vị trí này mình di chuyển về cái trường tiểu học nữa là chỉ khoảng độ 500 m thôi. Anh chị cô chú nào có nhu cầu mua căn nhà này thì liên hệ với Hoàng qua số điện thoại góc dưới màn hình 0981877139 nha. Anh chị nào đang có nhà và đất tại Tây Ninh đang cần bán gấp để thu hồi vốn thì liên hệ với Hoàng qua số điện thoại này luôn, để Hoàng trực tiếp xuống khảo sát, thấy phù hợp với giá cả tình hình thị trường thì Hoàng sẽ giới thiệu cho anh chị khách hàng, anh chị ra hàng sớm nha. Đến đây thì em xin tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp lại anh chị trong video sau về nhà và đất tại Tây Ninh.